Xin chào anh em, mình đến từ Phụ Kiện Ba Miền và video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách ghép sim iPhone lock đối với các cái nhà mạng mà mình không xài cái mã ICCID ha. Hiện tại thì mã ICCID đã bị Apple lock rồi, nên mình ghép sim tất cả các nhà mạng mình bắt buộc phải ghép theo cái mã IMSI hoặc là mình chọn đúng nhà mạng là được. Anh em lưu ý là cái video này mình có thể xài được, sau này khi Apple mở hoặc là chặn lại cái mã ICCID thì mình xài được cái video này về sau ha. Nên anh em lưu ý mình phải coi kỹ cái video này và hiểu cái cách làm để sau này mình làm cho nó dễ. Và để thực hiện cái video này thì mình có chuẩn bị một cái máy iPhone 7 Plus Lock AT&T. Cái máy này là máy chip 1784. Thì cái chip này là chip mà khó ghép sim nhất hồi xưa đối với tất cả các sim ghép đời cũ à. Và cái thứ hai đó là cái máy iPhone X Lock Infinity. Và video này mình sẽ hướng dẫn anh em cái ghép sim đơn giản nhất đối với cái sim Vision ha. Lưu ý là cái sim Vision này là cái sim mà kích sóng hỗ trợ tốt hơn cái sim đời cũ, cái sim 7 mod 9 mod đời cũ ha. Nên mình sẽ đỡ vất vả hơn so với cái cách ghép sim hồi trước. Rồi, để thực hiện ghép sim này thì anh em phải chuẩn bị cho mình một cái sim 4G. Anh em lưu ý khi nhận ghép sim của khách hàng ha, thì bắt buộc phải là một cái sim 4G. Để nhận biết được thì anh em sẽ gắn vô cái máy nè. Khi nào mà nó hiện ở đây 4G hoặc LTE thì mình mới ok ha. Cái này mình chưa bạch nè. Ví dụ nãy mình chưa bạch, bây giờ mình gắn thử bên đây ha. Nói chung là phải bắt buộc cái sim hiển thị 4G LTE thì mình mới kích lên được ha. Đây nè, cho anh em thấy ha. Còn cái sim mà 3G hoặc là sim mà không hiển thị được, không có một dữ liệu di động, không kích được 4G thì mình sẽ không có ghép sim được ha. Ghép sim được nhưng mà không lên sóng, hoặc là lên sóng nhưng mà không có xài được, gọi đi được nhưng mà gọi tới không được. Đây nè, sim này là sim LTE ha, có 4G hoặc LTE là được. Anh em lưu ý là phải 4G hoặc LTE nha. Cái này nó hơi chói để mình chỉnh này. Còn 3G là không được ha, 4G LTE mới được. Rồi, lưu ý khi nhận sim, ghép sim của khách thì bắt buộc phải sim 4G. Cái video này thì mình sử dụng tại cái thời điểm mà Apple khóa ICCID ha. Rồi để thực hiện được cái hướng dẫn này thì anh em sẽ lên trên cái group hỗ trợ cộng đồng của Phụ Kiện Ba Miền nè ha. Anh em vô đây hỗ trợ sim ghép cộng đồng của mobile này, anh em sẽ coi được cái bản công bố ở trên cái link này. Thì mình sẽ là cập nhật mã ICCID cũng như là cập nhật hướng dẫn thường xuyên cho anh em ghép sim ở trên đây. Anh em vô bằng máy tính thì coi dễ hơn ha. Đây nè, hướng dẫn ghép sim hiện tại là không full này, đối với Vision hoặc 9 mod thì có hướng dẫn trên đây hết. Và cái video này thì mình sẽ hướng dẫn đối với cái sim Vision nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Và cái mã IMSI chút xíu mình cần thiết thì anh em lên trên đây đã có hết rồi. Lưu ý là mình đã liệt kê những cái mã IMSI cần thiết, cần xài đối với những cái màn lock mà phổ thông, những màn của lock mà anh em hay gặp trên cái đường link này. Anh em lên đó coi thôi. Rồi mình đi vô thực hiện đối với những cái máy lock này ha. Đây là cái máy lock iPhone X Infinity này. Trước tiên thì mình sẽ kiểm tra cái sim ok trước. Thì mình sẽ gắn xài cái sim 4G mình gắn vô. Đối với cái sim Vision này thì anh em sẽ bấm cái mã. Đây nè, nó hiện 4G LTE ha. Anh em đối với máy mà máy có phím home thì anh em sẽ bấm giữ phím home 2 giây cho nó hiện cuộc gọi khẩn cấp. Hoặc là mình sẽ đối máy X trở lên thì mình nhấn giữ nguồn 2 giây nè. Nhấn giữ nguồn 2 giây. Nó sẽ hiện lên cuộc gọi khẩn cấp nè. Bấm cuộc gọi khẩn cấp. Bấm sao. Gọi nè. Rồi anh em sẽ đợi tầm
25 tới 30 giây nó sẽ hiện lên một cái bảng để mình nhập cái mã IMSI cho. Cái mã IMSI thì anh em sẽ lên cái link của mình lấy ha. Mình đã link cái này, link công khai và hướng dẫn mình tôn tiết gì mình cập nhật ở trên đây hết rồi. Nè. Đây, nó sẽ có cái mã IMSI mình cập nhật ở trên đây nè. Anh em vô bằng máy tính thì coi dễ hơn ha. Đây, đây là màn lock Infinity thì anh em sẽ coi cái mã này 2040400 này. Nhớ nha. Mình sẽ nhập vô nè, Infinity. Đó là 2040400. Anh em bấm sao gọi anh em nhập cái mã IMSI này vô. Bấm gửi nè, gửi. Nó có hiện hỏi lên nữa thì mình cứ bấm gửi. Rồi, mình để trống bấm gửi nha. Xong rồi nó sẽ nhìn cái mã IMSI. Đối với cái máy này nó sẽ tự động vô hoặc là mình sẽ active vô. Lưu ý là khi mà nhìn rồi thì đối với cái simulation này nó sẽ tự động load sóng cho anh em. Nè, để coi nó nhìn nhà cung cấp Verizon Infinity rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó tự động nó load sóng. Trường hợp mà đối với những khu vực sóng yếu hoặc là nó không tự động load sóng được á thì mình sẽ bấm thăng gọi cho nó tự động load ha. Đây nè. Trường hợp này nó đã nhận nhà cung cấp Infinity rồi nhưng mà nó chưa load lên sóng này, nó tự động nó load lên nè. Đây anh em phải để cho nó load tầm mấy giây rồi lên. Lưu ý mà load lên 4G LTE mới ok ha. 4G ok nè. Đó. Đó, hiện FaceTime IMS nè. Có một số nhà mạng không kích hoạt được FaceTime IMS, còn một số nhà mạng thì mình kích ok hết ha. Nói chung là nó ghép như đời xưa thôi. Cái này mình không xài mình bỏ đi. Đó, vậy nó mình chọn nhập IMSI vô là nó sẽ tự động nó lên vậy thôi. Trường hợp mà ví dụ như gặp trường hợp mà anh em gọi không, đây Viettel 4G ha, mình gọi có được không, trường hợp mà gọi không được nè, đó gặp cái trường hợp này xử lý luôn. Mình sẽ bấm thăng gọi hoặc là mình khởi động lại máy ha, khởi động lại máy là ok. Nhớ là khi mình kích hoạt bằng cái sim ghép này lên, kích hoạt ok, bắt buộc phải lên 4G LTE mình mới xài ha. Còn mà lên 3G hoặc là không hiện dữ liệu di động á thì mình gọi đi được nhưng mà mình gọi tới không được. Còn khi mà kích lên rồi, lưu ý là mình kích lên rồi, trường hợp mình kích lên rồi nhưng mà mình không muốn xài dữ liệu di động á, nè lên nè, thì mình tắt nó đi, mình vô dữ liệu di động nè. Chuyển vùng thì bắt buộc phải bật nè, nhưng mà mình tắt dữ liệu di động lên. Cái này mình không xài FaceTime IMS, mình tắt đi. Mình gọi nè. Đó, tương đối đơn giản thôi ha. Đó, mình tắt đi. Cái đó là mình đã tắt dữ liệu di động rồi. Ai muốn xài thì mình bật lên thôi. Còn không muốn xài thì mình tắt đi. Đây nè. Dữ liệu di động thì muốn tắt đi, mình tắt dữ liệu di động, bật lên, tắt bình thường hết ha. Đó, đối với là cái lại iPhone X Infinity này, trước tiên mình hướng dẫn là mình sẽ nhập, mình bấm mã sao gọi và mình nhập cái mã IMSI lên. Đây là cái hướng dẫn ghép sim đã cập nhật ở đây nè. Đó, sao gọi 30 giây nhập mã IMSI và vision tự load lên ok ha. IMSI ở đây rồi, xong cái này ha, xong cái này. Vậy bây giờ mình sẽ đi qua một cái máy trước đây gặp trường hợp rất là khó rồi ha. Cái máy này là máy iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus mà nhà mạng AT&T. Thì anh em lưu ý là mình sẽ ghép sim AT&T như thế nào. Thì mình phải coi cái mã IMSI của AT&T trước à. Mã này mình đã cập nhật ở đây à. 3104101 ha. Anh em lưu ý là những cái mã này là những cái mã mà mạng thường xuyên gặp đối với ghép sim. Anh em lên đây coi là có hết, mình đã cập nhật những cái cần thiết thôi ha. Còn những cái không cần thiết, ít gặp thì mình sẽ không có cập nhật lên. Đây cái này.
mình sẽ gắn cái sim ghép vô, lấy cái sim khác đi cho nó quên cái máy này đi, lấy cái sim này nè, sim mới nè, gắn vô. Anh em lưu ý là coi kỹ và phải hiểu trước khi làm nha. Trước tiên là mình phải xác định máy lóc màng gì, thứ hai là mình phải có một cái sim 4G LTE mình mới ghép sim được. Thứ ba là mình phải biết MSI. Cái này mình sẽ bấm cuộc gọi khẩn cấp nè, đó. Mình sẽ bấm sao gọi. Cái thứ ba là mình cần biết đó là, tắt cái mật khẩu này đi cho rồi. Cái thứ ba mình cần biết đó là một cái mã MSI. Chưa nhận sim ha. Cho nó nhận sim mới đã. Lấy cái khác đi. Đó. Đầu tiên là phải biết lắp màn gì, thứ hai là sim 4G, thứ ba phải biết là màn MSI của cái màn đó là số bao nhiêu. Đây nè. Bây giờ mình sẽ bấm cuộc gọi khẩn cấp ha. Sao này, cho nó hiện cột sóng ok để mình mới bấm nha. Sao gọi nha. Mình chờ 30 giây. Chờ 30 giây cho nó hiện cái mã, cái bảng nhập vô. Đó. Nó sẽ hiện cái bảng nhập MSI vô ha. Anh em sẽ coi cái này nè. MSI của mình cập nhật ở đây của AT&T là gì? 3104101 ha. Nhập chưa? 3104101. Rồi bấm gửi nè. Cái này để trong bấm gửi. Kệ đó. Cho nó nhận cái nhà cung cấp AT&T vô ha. Rồi để cho nó tự lót sóng thôi. Anh em lưu ý là đối với những cái máy mà chip 1778 hoặc 1784, 7 với 7 lớp đó, thì có thể nó lót sóng khó hơn đối với những cái dòng còn lại ha. Khó hơn, nhưng mà lên đối với Simbison này nó sẽ tương đối dễ hơn. Với lại cái đời cũ mình kích sóng nó mệt nè, cho nó nhìn cho nó lót sóng ok thì nó sẽ tự lên thôi. Để mình nghiêng nghiêng cho nó dễ thấy nè. Mình nhập MSI xong kệ đó, lót tí là xong à. Ngày mật khẩu bấm mệt. Nhìn nghe dễ thấy không? Nè, nó lên gì khó thấy vậy trời. Nè, nó lên sóng 4G này ha. Vậy là xong rồi. Xong rồi ha. Đây là cái máy 7 led chip 1784 AT&T. Khi mà mình ghép xong rồi á thì mình sẽ tắt dữ liệu di động đi. Mình muốn xài thì mình bật lên, còn không muốn xài thì mình tắt đi ha. Lưu ý. Nhưng mà bắt buộc, anh em lưu ý nha. Bắt buộc mình phải ghép lên 4G LTE. Còn mà không ghép lên 4G LTE thì không xài được ha. Gọi đi được nhưng mà gọi tới không được. Mình lưu ý rất là nhiều lần nè. Xài được thì mình phải ghép lên. Còn việc mình xài hay không xài thì mình tắt đi.
Cái này mình sẽ thử test 900 thử nè. Nè, cái này gọi được. Còn trường hợp mà gọi không được thì mình khởi động lại máy. Trường hợp mà gọi không được thì mình khởi động lại máy là ok ha. Đây. Ví dụ bật tắt đều được hết nè. Cái việc mình lưu ý anh em khi mà ghép sim đối với những cái máy máy lóc hiện tại á, bắt buộc mình phải biết 3 điều. Thứ nhất là mình phải xác định máy lóc mang gì. Thứ hai, mình phải biết cái mã MSI của cái máy đó là mã gì. Thứ hai là mình phải biết cái mã MSI đó là mã gì ha. Mã MSI thì ở đây mình đã có cập nhật free cho anh em cửa hàng cũng như là khách bên mình lên đây coi. Và thứ ba là mình phải có một cái sim 4G. Sim 4G nha. Sim 4G hoặc là nó hiện 4G hoặc LTE mới được nè. Sim 4G và LTE. Và việc còn lại là mình chỉ nhập MSI đúng cái nhà mạng cho cái sim nó thực hiện thôi. Lưu ý là cái sim này mình nhập đúng MSI vô, nó sẽ tự động load cho anh em ha. Rồi, mình đến từ phụ kiện Ba Miền. Nếu anh em cửa hàng nào có nhu cầu mua sim ghép phụ kiện điện thoại hoặc là pin Bisen, như là sim ghép Bisen, thì liên hệ phụ kiện Ba Miền. Còn anh em nào mà muốn trao đổi hoặc là học hỏi hoặc là gì đó lên thì lên trên cái group này. Có nhiều anh em cửa hàng thì ở trên đây họ sẽ trao đổi hoặc là họ giúp đỡ lẫn nhau ha. Có nhiều cái thông tin ở trên đây. Anh em lên đây coi và trao đổi thông tin cửa hàng với nhau thôi. Rồi, video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.